Thủy Tiên tiếp tục gặp biến căng khi lòi thêm 33 tỷ tiền cứu trợ được chuyển đi cho một tài khoản khác. Thủy Tiên ơi, nếu thực sự bạn đã chuyển khoản 39,3 tỷ này sang cho một tài khoản khác thì thực sự bạn quá đáng sợ. Cần các bạn làm ngân hàng vào xác minh giùm mình. Chào mọi người, Quân nữa nè, sau bom tấn vạch trần chênh lệch giữa chi và rút số tiền hơn 42 tỷ hai ngày trước thì hôm nay tớ lại trở lại với một bom tấn nữa, dự là cũng choáng đấy. Vào việc, bạn xác nhận phát sinh nợ tài khoản của ngân hàng Vietcombank ngày 23 tháng 11 năm 2020 được ngân hàng xác nhận và Tiên đang công khai trên Facebook Thủy Tiên. Bản xác nhận có đóng dấu đỏ này thể hiện danh sách phát sinh ghi nợ sử dụng tiền từ ngày 13 tháng 10 năm 2020 đến ngày 22 tháng 11 năm 2020. Ta thấy các giao dịch của chị đều là rút tiền mặt hoặc chuyển khoản, nhưng các giao dịch thể hiện là rút tiền nhưng nội dung thì khác nhau. Cụ thể, các giao dịch tôi khoanh màu xanh là giao dịch rút tiền mặt thì nội dung rút tiền đều thể hiện rõ ID căn cước công dân, nơi cấp căn cước công dân, ngày cấp căn cước công dân của Thủy Tiên. Các giao dịch tôi khoanh màu đỏ cũng thấy ghi là rút tiền mặt, nhưng nội dung rút tiền không thể hiện ID căn cước công dân của Thủy Tiên mà chỉ ngắn gọn Trần Thị Thủy Tiên rút tiền. So sánh các giao dịch chuyển khoản khác, tôi khoanh màu vàng thì có vẻ như các giao dịch mà tôi khoanh màu đỏ và giao dịch màu vàng có hình thức chuyển khoản giống nhau và thực chất là giao dịch chuyển khoản. Mời các bạn quan sát kỹ các giao dịch tôi đã khoanh màu để hiểu ý tôi muốn nói là gì. Các bạn nên vừa xem hình vừa đọc khúc này, hiểu khúc đầu thì mới đọc tiếp để hiểu được toàn bộ khúc sau nhé. Nếu đúng những giao dịch màu đỏ là giao dịch chuyển khoản chứ không phải là rút tiền mặt, thì 1. Giao dịch ngày 26 tháng 10 năm 2020 là giao dịch rút tiền mặt số tiền là 3 tỷ. Và ngày đó thì anh chị đang ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chị rút tiền mặt ra để làm gì? Để một ngày sau cầm ra Hà Tĩnh đúng không? Các bạn nhớ cho đây là đợt 2 nhé, là chỉ có ra phát tiền chứ không phải mua nhu yếu phẩm nhé. Ok, cứ cho là như vậy. Cho là chị cầm 3 tỷ lên máy bay ra Hà Tĩnh đi, mặc dù hơi phi lý vì chị đi đợt 2 được nghỉ ngơi 7 ngày trước khi đi nên cũng chẳng phải gấp gáp gì, vì lúc ấy nước đã rút, đi lại bình thường, ngân hàng hoạt động bình thường. Nếu là người bình thường như tôi có 100 tỷ trong tay thì tôi alo một cú điện thoại ra Hà Tĩnh trước một ngày thì muốn bao nhiêu tiền mà chả có, nhắc lại là người bình thường như tôi. Nhưng ngày 27 tháng 10 năm 2020, chị chính thức có mặt ở Hà Tĩnh, bằng chứng chị up status ngày 27 tháng 10 nói rất rõ hai đứa đã ra đến miền Trung, chia team đi rút tiền, còn lại lọc danh sách người dân và đăng kèm ảnh là anh chị ngồi đếm tiền trong vali ở ngân hàng. Rồi soi lại, giao dịch ngày 27 tháng 10 năm 2020 là giao dịch màu đỏ, nghĩa là giao dịch chuyển khoản 4 tỷ. Hình ảnh chị đếm tiền ở ngân hàng là chị đang đếm 3 tỷ chị mang theo lên máy bay đúng không ạ? Vì ngày 27 tháng 10, chị chỉ có một giao dịch duy nhất là chuyển khoản mà. Vậy thì bức hình mà chị chụp và đăng ấy là hình chụp ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở Hà Tĩnh ạ? Ngày 27 tháng 10, chị chuyển khoản thì chuyển khoản cho ai? Thứ hai, tiếp tục tương tự, ngày 19 tháng 10, ngày 3 tháng 11, ngày 5 tháng 11 hai lần và ngày 6 tháng 11 có 5 giao dịch màu đỏ khác, có nghĩa cũng là giao dịch chuyển khoản. Thứ ba, tổng số tiền trong màu đỏ ta tạm cho là giao dịch chuyển khoản ngày 19 tháng 10, ngày 27 tháng 10, ngày 3 tháng 11, ngày 5 tháng 11 hai lần và ngày 6 tháng 11 là 39 tỷ 300 triệu đồng. Là hơn 39 tỷ. Thứ tư, vừa hay, gần khớp với số tiền 42 tỷ. Thứ năm, chị cần làm rõ, nếu đúng thì chị chuyển khoản cho ai số tiền hơn 39 tỷ mà lại ghi nội dung chuyển khoản là rút tiền để mập mờ, đánh lừa người khác như vậy. Ngay bản thân tôi soi cỡ vậy mà cho đến hôm qua vẫn đinh ninh, đấy là giao dịch rút tiền mặt cơ đấy. Hôm nay có người nói tôi mới nhìn lại và giật mình, có vẻ như chuyển khoản hơn 39 tỷ thật. Thứ 6, bây giờ các bạn trừ những giao dịch màu xanh ra thì chắc chắn 99% đó là giao dịch rút tiền mặt rồi. Hãy nhìn các giao dịch màu đỏ và màu vàng nhé. Thứ 7, nếu để ý, ta có thể thấy các giao dịch màu vàng đó đều là giao dịch chuyển khoản. Nhưng có giao dịch thì ghi rõ tên người gửi, người nhận. Có giao dịch thì không ghi tên người gửi, người nhận. Ví dụ, nhìn giao dịch màu vàng ngày 16 tháng 10 và ngày 19 tháng 10 sẽ thấy khác nhau. Thứ 8, có nghĩa là nếu là giao dịch chuyển khoản cùng ngân hàng Vietcombank thì giao dịch đó không có tên người nhận. Nếu là giao dịch chuyển khoản ngân hàng khác Vietcombank thì giao dịch đó ghi rõ tên người gửi và người nhận. Thứ 9, giờ các bạn nhìn lại, tất cả các giao dịch màu đỏ đều là các giao dịch không có tên người nhận đúng không? Thứ 10, nghĩa là sao? Nghĩa là tất cả các giao dịch màu đỏ đều là giao dịch chuyển khoản cùng ngân hàng Vietcombank. Thứ 11,
Nhưng nhìn kỹ nhé, các giao dịch chuyển khoản màu vàng cùng ngân hàng Vietcombank thì mất phí giao dịch, nghĩa là có số lẻ. Ví dụ ngày 19 tháng 10 và ngày 21 tháng 10 có 3 giao dịch ghi Thủy Tiên chuyển trả người dân đều có số tiền lẻ của phí. Còn các giao dịch màu đỏ cùng ngân hàng Vietcombank nhưng không mất phí giao dịch, nghĩa là số chẵn hoàn toàn. 12. Vậy tại sao? Đều là giao dịch chuyển khoản cùng trong ngân hàng Vietcombank mà giao dịch chuyển khoản màu vàng thì mất phí, còn giao dịch chuyển khoản màu đỏ thì không mất phí. 13. Tôi suy luận, giao dịch màu vàng là chị chuyển khoản cho người dân thật nên mất phí. Giao dịch màu đỏ là chị chuyển khoản cho chính chị hoặc ai đó thân thuộc. Nếu chuyển cho chính chị thì không mất phí, hoặc ai đó thân thuộc thì chị báo ngân hàng, phí người nhận trả. 14. Hay nha, tại sao chị làm như vậy? Để cho các giao dịch chuyển khoản đều có số chẵn tiền và hoàn toàn giống với các giao dịch rút tiền thật. Mời các bạn quan sát kỹ, các giao dịch màu đỏ và các giao dịch màu xanh đều thể hiện số tiền chẵn hoàn toàn, và đó là mấu chốt. Để tất cả mọi người khi nhìn vào giao dịch màu đỏ của chị đều bị đánh lừa rằng đó là giao dịch rút tiền mặt giống như các giao dịch màu xanh khác. Nhưng thực chất, giao dịch màu đỏ là giao dịch chuyển khoản. 15. Mình chỉ có 10 năm giao dịch ngân hàng nhưng không giao dịch Vietcombank nhiều nên nhờ các bạn chỉ cho mình 2 điều. Một là xác nhận giùm mình các giao dịch màu đỏ có đúng là giao dịch chuyển khoản hay không. Nếu đúng thì ok, nếu sai thì giải thích cho mình tại sao cùng hệ thống ngân hàng mà cách thể hiện nội dung rút tiền lại khác nhau như vậy. Thậm chí, chuyển khoản cùng một ngày, ngày 19 tháng 10, cùng một ngân hàng thì cách thể hiện cũng khác nhau. Hai là, không biết liệu một người có thể mở được hai tài khoản ở cùng một ngân hàng hay không? Và nếu có, thì khi hai tài khoản đó chuyển tiền qua lại cho nhau thì có mất phí hay không? Nhờ các bạn chỉ giáo. 16. Tóm lại, ta có thể suy đoán, nếu đúng là các giao dịch màu đỏ là giao dịch chuyển khoản, thì Thủy Tiên đã thực hiện 6 giao dịch chuyển khoản cho một tài khoản Vietcombank khác vào các ngày 19 tháng 10, 27 tháng 10, ngày 3 tháng 11, ngày 5 tháng 11 2 lần và ngày 6 tháng 11. Với số tiền là 300 triệu, cộng 4 tỷ, cộng 15 tỷ, cộng 7 tỷ, cộng 3 tỷ, cộng 10 tỷ và tổng là 39 tỷ 300 triệu đồng. 17. Thủy Tiên hãy trả lời, tài khoản Vietcombank thứ 2 kia là của ai, tên Trần Thị Thủy Tiên hay Lê Công Vinh hay là cái tên nào khác nữa? Thứ 18. Dù là tên ai đi chăng nữa thì hết dịch, bạn hãy nhớ sao kê tất cả các tài khoản thứ 2 ấy ra nhé. A hi hi, tôi hóng. Chắc các bạn sẽ bảo, chị chuyển tiền 20 tỷ cho Hà Tĩnh để xây 10 căn nhà chống lũ. Tiện đây, tôi cũng cho các bạn biết luôn. Tài khoản ngân hàng của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank nhé, không phải Vietcombank đâu. Nên chắc chắn chị đã trao tiền mặt cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh nhé. Mà trao tiền mặt thì phải lúc đang có mặt ở Hà Tĩnh nhé. Vì tài khoản của chị đã công khai trên fanpage, tất cả các mục màu đỏ ấy không có khoản nào là chuyển khoản một lần 20 tỷ hết nhé. Nếu có tiền chuyển khoản thật thì là ở một tài khoản khác nhé. Và sao kê tài khoản khác đó ra cho tôi luôn nhé, Thủy Tiên. Chú thích các hình. Hình 1, 2, 3, 4, toàn bộ bản xác nhận tóm tắt của ngân hàng, tôi đã khoanh màu vàng, xanh đỏ cho dễ nhìn. Hình 5, hình ảnh Tiên đếm tiền ở ngân hàng Hà Tĩnh, nhưng ngân hàng xác nhận hôm đó chỉ có một giao dịch chuyển khoản 4 tỷ, thế thì tiền mặt chị đếm chắc là tiền 3 tỷ chị mang lên máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra. Hình 6, so sánh hai giao dịch màu vàng, ngày 16 tháng 10 và ngày 19 tháng 10, cùng là giao dịch chuyển khoản, sẽ thấy khác nhau, thể hiện giữa chuyển khoản cùng ngân hàng và khác ngân hàng Vietcombank. Hình 7, so sánh hai giao dịch chuyển khoản cùng ngân hàng Vietcombank, nhưng giao dịch màu vàng thì mất phí, giao dịch màu đỏ thì không mất phí. Hình 8, so sánh giữa hai giao dịch màu xanh và rút tiền mặt và giao dịch màu đỏ là chuyển khoản, nhưng thoạt nhìn nội dung thì ai cũng nghĩ là giao dịch rút tiền mặt. Hình 9, tài khoản ngân hàng của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank. Kết luận lại, thì tôi nhìn bảng của ngân hàng thấy lạ thì tôi thắc mắc, tôi đăng lên để nhờ các bạn chuyên môn ngân hàng xác nhận. Ngân hàng bảo đúng như tôi nói, tôi suy luận thì bạn mệt à nha, còn ngân hàng bảo không đúng thì bạn cũng mệt vì ta lại quay lại con số 42 tỷ hôm trước.